Số Việt xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh video Số Việt Radio Ở góc phải view này có một nút đăng ký màu đỏ xin mời quý vị và các bạn Ấn vào nút đăng ký màu đỏ Sau đó ấn vào chuông là quý vị và các bạn đã đồng hành cũng như ủng hộ số bằng cách đăng ký kênh Và sẽ nhận được những video, những clip mới nhất số này của tôi quý vị và các bạn Và video ngày nay Việt Trời hân hạnh giới thiệu tới quý vị và các bạn Việt tiếp tục về một cặp loa Tannoy Stirling TV đúc với đúc với tình trạng xuất sắc gửi tới quý vị và các bạn. Và cặp loa ngày hôm nay đang còn nguyên catalog về kèm theo loa và có cả bao gồm chân zin để giới thiệu tới quý vị và các bạn. Và mức giá ngày hôm nay giao lưu với quý vị và các bạn lại vô cùng tốt để quý vị và các bạn trải nghiệm. Đôi loa Tannoy Stirling TV đúc với đúc sẽ có mức giá giao lưu cùng quý vị và các bạn hiện tại sẽ là 63 triệu đồng cho cả chân zin và nếu quý vị và các bạn không lấy chân zin em sẽ giao lưu cùng quý vị và các bạn với mức giá là 60 triệu đồng cho đôi loa Tanoi Sting Ling TV đúc với đúp xuất sắc ngày hôm nay giới thiệu tới quý vị và các bạn như quý vị và các bạn đã biết đây là cái model cuối cùng của series Sting mà sử dụng chân đi kèm và ở các dòng sản phẩm khác nó sẽ em nguyên một khối thì em sẽ có riêng một video để giới thiệu tới quý vị và bạn về sự phát triển của Tanoi sự tinh linh và ở video này thì em xin giới thiệu chi tiết về đôi loa Tanoi sự tinh linh đây về đúc về đúc giới thiệu tới quý vị và bạn về hình thức bên ngoài thì anh em có thể quan sát thấy đôi loa này vuông thùng sắc cạnh rất là đẹp tất cả nguyên bản À, e căng thì đang còn rất sáng rất đều và e căng của Tanoi nói tinh linh tv đúc với đúc thì anh em để ý này đấy nó đang còn rất mới rất sạch sẽ nguyên bản và chúng ta sẽ sử dụng khóa zin để chúng ta mở e căng ra đó thì bên trong sẽ là một chiếc bát đồng trục với họng kèn có 4 tầng Uh, được mạ vàng rất là đẹp phía bên ngoài chúng ta có kiềng vàng cũng như là gân sẽ là gân cao su quý vị và các bạn nhé gân này do tiếng trầm rất là tốt trải nghiệm nhạc vàng rất là hợp lý luôn đấy tất cả còn rất đẹp rất phù hợp để quý vị và bạn chơi và trải nghiệm đôi loa này thì em đã có rất nhiều video giới thiệu rồi tuy nhiên ngày hôm nay em tiếp tục về thêm một cặp loa rất là đẹp vì vậy làm một video để giới thiệu tới quý vị và bạn đôi loa Tanois, tinh Stingling TV đúp với đúp để quý vị và bạn có thể quan sát loa rất là đẹp Đấy. Đấy. màng loa cực đều hai bên nhìn rất là cân đối cân xứng tuyệt đẹp tem tất cả còn cực sáng và chân zin đi kèm luôn để quý vị và bạn chơi và trải nghiệm đôi loa này thì quý vị và bạn cũng có thể đánh chơi uh, bi am hoặc bi đánh từng giải để trải nghiệm đôi loa tanoy stingling tv đúc với đúc và dòng sản phẩm này thì nếu quý vị và bạn chơi để trên kệ thì quý vị và bạn không cần để chân zin để cộng hưởng uh, cho giải trầm nó tốt hơn và ấn tượng hơn và nếu mà quý vị và bạn để kê kích dưới đất thì em khuyên quý vị và bạn nên sử dụng chân hoặc uh, là chúng ta đóng những cái cặp chân gỗ chân chống rung để trải nghiệm âm thanh một cách tốt nhất và cặp loa này thì về có thêm catalog giới thiệu về sản phẩm cũng như là hướng dẫn sử dụng đầy đủ cũng như là giới thiệu quý vị và bạn cách kết nối dây loa và sử dụng đóng mở cái hốc thở của giải châm và cũng như cấu tạo của loa bát trên model TV đúc với đúc đó là đôi loa Tanoi Stingling TV đúc với đúc đang có sẵn hàng tại Việt Nam lưu với tình trạng xuất sắc và mức giá thì vô cùng tốt nhưng em cũng xin nhắc lại tới quý vị và bạn một đôi loa mộc mạc nguyên bản chưa hề spa đụng chạm em hân hạnh giao lưu cùng quý vị và bạn đôi loa Tanoi Stingling TV đúc với đúc với chân zin sẽ là 63 triệu đồng và khi quý vị và bạn không lấy chân zin thì em sẽ bớt trực tiếp vào giá giao lưu cùng quý vị và các bạn với mức giá chỉ 60 triệu đồng cho đôi loa này thôi và mọi nhu cầu mua sắm tư vấn với các miễn phí cũng như giao lưu các sản phẩm IO xin mời quý vị và các bạn liên hệ với em bằng một trong hai số điện thoại trên tâm biển hoặc trực tiếp qua shop trải nghiệm em xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo xin chân thành cảm ơn